nhằm chia sẻ những khó khăn của trẻ em và người dân vùng lũ. Sáng ngày 17 tháng 8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã về thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo tại các xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nơi chịu nhiều thiệt hại của trận lũ tháng 7 vừa qua. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng 80 suất học bổng, 30 xe đạp, hơn 2.500 hộp sữa và một nhà tình thương với tổng số tiền là 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số quà do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Hà Nội và gia đình anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, Trần Cẩm Nhung tài trợ nhằm giúp các em học sinh có đủ đồ dùng học tập bước vào năm học mới và góp phần ổn định cuộc sống cho người dân sau lũ.